phản đối, Đức phản đối. Trong trường hợp này thì rõ ràng là đối châu Âu cũng có thái độ khác nhau. Tại sao vấn đề chúng ta cần phải lý giải tại sao mà cuối cùng thì vẫn vì Mỹ đồng ý thôi. Mỹ có đồng ý thì anh phải đồng ý. Tiếp theo là gì? Pháp, Đức vẫn có phải đồng ý. Mỹ đã đi. Cái thông máy tính nhận được là Mỹ nó nhỉ? Mỹ đã mặc trắng cái vệ tinh của Mỹ phụ cung cấp tin tức tình báo Ukraine. Các cái vũ khí tầm xa này nhất hoàn phải thông qua hệ thống điều khiển của Hoa Kỳ. Mà Mỹ cũng đồng ý thì làm sao mà anh Pháp Đức làm được? Thế thì nút cuối cùng vẫn nằm ở phong bụng của Kim Nha Trắng. Vấn đề tại sao đến bây giờ Tổng thống Trump tôi nói với các bạn này chúng chỉ 370.000 chiếu sáng cả làng, rực rỡ cả xóm, chiếu sáng cả đêm mà không tốn một xu điện, tiết kiệm hàng triệu đồng tiền điện. Đèn có kính cường lực chống va đập, đặc biệt chống nước tiêu chuẩn IP67. À, anh đóng một bao ghế này à? An toàn, không có nếu như điện lưới. Đèn tích hợp lên đến hơn 300 mét, diện tích chiếu sáng rộng hơn 150 mét vuông, đặc biệt thời gian chiếu sáng lên đến 12 giờ. Đèn còn có điều khiển tắt bật từ xa và cảm ứng tự động, ngày tự động tắt và tối tự động sáng, đáp ứng mọi nhu cầu chiếu sáng, có thể dùng treo trong nhà, ngoài trời, chuồng trại. Đèn năng lượng mặt trời 500W, bên em đang sử dụng hiện nay, đặc biệt bảo hành lên đến 5 năm, đổi trả nếu có lỗi trong vòng 30 ngày. Được test hàng tại nhà trước khi thanh toán, bà con cô bác nhanh tay đặt hàng để được ưu đãi. Sai ra mình ra mắt. Gạt xuống xong đẩy sang đằng bên đằng đi xe. Ờ, điểm vàng, đến gặp tôi. Phải. Tôi chưa khỏi, khỏi ạ. Rồi chết đề, không phải bắt lại. Tôi là rất là phấn khởi. Đấy, hôm nay sáng ra rồi. Nếu mà có cương này nào, mà có lệnh mắt nó trông để uống sớm mà vậy. Vâng, thưa quý vị, mờ mắt, chảy nước mắt, cừ, đục thể tinh thể hay thoái hóa điểm vàng là bệnh vô cùng nguy hiểm và là nguyên nhân chính gây mù loà ở người do tình trạng bất thường của cấu trúc mắt gây ra. Không những bệnh nhân phát hiện nhưng đều chủ quan và không điều trị sớm, khiến cho thị lực của mắt mất đi khá nhiều, thậm chí là hỏng mắt vĩnh viễn. Cả gia đình tôi rất là bất ngờ và cảm ơn quý vị và bác sĩ đã cho tôi một đôi mắt khỏe mạnh quá tuyệt vời luôn. Mắt chú đã khỏe hẳn rồi. Đấy, quay lại nha, chú sử dụng nó sau có 2 tháng luôn và chú thấy như là các cái điểm mờ ấy cả một biến mất luôn. Mắt nhân viên cũng sáng hẳn luôn mà không bị mè nữa, sức khỏe đã tốt lên. Và con này thì đau mắt, chảy nước mắt, mờ mắt, được tử tinh về có được vàng và cho tôi cấp cho một điều gọi và tuyệt đối nằm máy cũng gọi. Vị nhân viên nổi tiếng và chúng tôi muốn nhắc đến ở đây là thương nghi chịu tử tinh hiện ông đang làm phó chủ tịch hội nước Y xã Hoa Kỳ, kiêm phó chủ nhiệm hợp tác xã Phước Nam người giao. Ông đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen từ Bộ Y tế, hội đông y trao tặng vì những công trình nghiên cứu và thành công của bài thuốc nhãn khẩu đan. Từ nhiều năm qua, nhà thuốc của nước Y Triệu Phú Quý đã tiếp nhận điều trị thành công cho hàng ngàn bệnh nhân mắc các chứng bệnh về mắt trên cả nước. Và sau khi sử dụng hơn một tháng, thì đôi mắt của tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Xem TV này, đóng máu vô tư luôn. Và giờ đây, đây tôi có thể tôi không cần phải đeo kính, tôi vẫn có thể nhìn và đọc được chữ từ xem TV bình thường. Tôi là đông y Triệu Phú Quý ở xã Đa Vì. Tôi năm đời bản thuốc về mắt. Hiện nay tôi đang giữ chức phó chủ tịch hội đông y xã Đa Vì. Bà con ai bị đau mắt dưới nhiều cái lúc mỏi là tôi chữa khỏi hết. Với kinh nghiệm năm đời 40 năm trong nghề, tôi tự tin có những người đau mắt mổ mắt nặng đến với tôi đều khỏi hết. Bà con nào ở xa không có điều kiện đi lại để lại số điện thoại hoặc gọi cho tôi để tôi tư vấn bệnh tình, tôi cấp thuốc cho phù hợp, gửi thuốc về tận nhà chỉ 2 đến 3 ngày là nhận được, dùng hết liệu trình, cam kết sẽ gọi. Kể từ ngày biết đến sản phẩm nhãn Hoàng Đan cũng như là được sự tư vấn nhiệt tình của lương y nhỉ, thì tôi không còn tình trạng khô mắt, rát mắt và mỏi mắt nữa, mà thị lực bây giờ thì như hồi thanh niên ấy. Thực sự mà nói đây chúng tôi cũng không lo thế nào là gì quá thế này cả, nhưng từ khi nghe thấy thuốc này thì tôi rất là hồi phục. Hiện tại bây giờ là khoảng đến 90% cho nên cũng đã dùng và đang dùng và còn kê tâm nhá, uống vào nhé, đi không có bao nhiêu đỡ hẳn nhá, em có trả lời thẳng ăn mặc đôi mai ăn chân cả mắt tôi nó sáng ra, tôi đọc báo này, xem TV, thế rồi là xem